các bạn tham quan cánh đồng của bà con vào những chiều 30 Tết nhá. Xem nỗi khổ của bà con những ngày cuối năm này ấy hàng rất nhiều. Trong này nhiều thế nhỉ. Kéo trong này thấy nhiều lắm. Quất thế đẹp đi cơ. Rồi, nhiều bên này ấy nhiều lắm. Đây hàng cái quất thế đấy. Quất thế đẹp đó. Quá. Đi luôn nào. Ngồi. Đây này. Nằm vòng. Đây là sau nữa đây. Đấy đi vào xem ruộng này đẹp nào mà bỏ. Chưa, đại cúc nha. Thế. Đi vào xem ruộng này nào đẹp thế này mà này. Khách bỏ nhỉ. Ở dưới chum vào nhỉ. Này. Quất này đẹp thật đấy. Cây cao 2,5 mét luôn. Sợ thật. Gốc to nhé. Đấy. Sợ thật đấy. Quất đẹp thế mà này. Rất nhiều luôn. Cây quất này đẹp này mà nhỉ. Bên kia nữa. Sang bên này xem. Thế giả đấy. Giả to luôn. Bên này nó nhiều à. Bên này nữa này. Ba mươi Tết quất ế tại ruộng rất nhiều này thì toang hẳn rồi. Đây toàn quất đẹp không phải quất xấu. Đánh bán được có 3 luống ấy. Bạn tiếp tục đi xem có vườn nào đẹp không? Đấy. Đấy, thực tế là quất bỏ này rất là đẹp luôn. Xanh mướt, quả vàng óng. Đây, đánh được cần này ở đây. Ruộng cũng rất rộng nhưng mà bỏ lại có số này khoảng tầm 100 cây thôi. Nhưng mà 100 cây này bỏ thì hơi phí. Đi xuôi rồi như thế này nhìn xem là thế nào. Vừa nãy là đi ngược chiều. Không biết là giá cả đắt hay thế nào mà sao lại bỏ này. Nên là do dịch bán cho khách ở chỗ trung tâm dịch thành ra là không bán được. Lô này lá rất là xanh luôn. Dàn quả lộc lá rất là đẹp. Thời gian bê nó là hơi muộn thôi.
tầm này nó 3-4 giờ chiều rồi, không đánh đi bán được. Còn chứ cây này bán đi bán cũng rất là nhiều người mua cây này. Cây rất là đẹp. Tiếp tục mời các bạn đi nhé, sang xem tiếp. Cả ruộng to mới đánh được có mấy cây à, mới đánh được có mấy cây này. Ế tất như này, năm nay là ế tất cả ruộng. Sợ không? À, nhổ vứt ra một đống bờ này. Một đống vút ra bờ luôn. Chỗ này phải đến 400-500 cây nữa. Rộng thế. Nhê. Chỗ này phải đến 400-500 cây.